Hello mọi người. Mọi người ơi, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người làm một cái món mà cà tím cà tím trộn kiểu Hàn Quốc nha mọi người. Mọi người hãy cùng em làm nha. Mọi người lấy cái bếp xong mọi người đổ cho em thêm một chút nước. Xong rồi. Bỏ cái dưới này lên. Vậy đây. Chuẩn bị cho em là tỏi bằm, ớt bằm và hành bằm và hai trái cà tím. Sắc ra sắc làm tư ra đi nha mọi người, cái dặm quá thì sắc làm ba. Xong bỏ vô đây hấp lên nha mọi người, hấp cho em khoảng 10 phút trong khi thời gian chờ đợi. Dịch nữa. Vậy đây mọi người ơi, hấp 10 phút xong rồi tắt bếp. Đây mọi người ơi, mọi người hấp chín rồi, xé nhỏ cho em nha mọi người. Xé nhỏ ra. Xé nhỏ ra miếng vừa ăn. Xong mọi người bỏ tỏi băm vô, ớt bỏ vô, hành bỏ vô, rồi bỏ vô cho nước mắm. Xong bỏ vô cho một muỗng, dầu hào. Xong rồi trộn lên. Xong mọi người bỏ gì ta, bỏ gì ra, bỏ mè vô. Xong vậy đây mọi người ơi, xong rồi nè. Mọi người lưu ý nha, nếu mà lạc thì mọi người hãy bỏ thêm một chút xíu nước mắm, còn nếu mà mặn á thì mọi người hãy bỏ một chút xíu nước đường vô, mọi người trộn lên cũng được nha mọi người. Dạ thôi, hôm nay em xin tạm ngưng cái clip tại đây nha mọi người. Em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã ủng hộ em. Nếu mọi người thấy thích thì hãy đăng ký kênh em để kênh em một ngày một phát triển nha mọi người. Dạ thôi, em xin cảm ơn tất cả mọi người. Em kính chào tạm biệt mọi người. Bye bye.